Chương trình ngày mới tiếp nối với dòng thông tin được đăng trên các báo. Trước hết là một thông tin do báo Vietnamnet đăng tải. Thưa quý vị, trước những diễn biến khó lường của thị trường xăng dầu do tác động của cuộc chiến giữa Nga và Ukraine và ảnh hưởng của COVID-19, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex vẫn làm tốt vai trò bình ổn thị trường và chia sẻ khó khăn với người dân, doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm. Vietnamnet trích dẫn lời lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex khẳng định, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Petrolimex luôn nghiêm túc trong việc duy trì bán xăng dầu 24/7, đáp ứng kịp thời nhu cầu thiết yếu của người dân và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong thời điểm căng thẳng nhất trong quý 1, lượng xăng dầu cung ứng cho thị trường của Petrolimex chiếm tới khoảng 70-75% nhu cầu tiêu thụ của cả nước. Trong nửa cuối năm, dự báo tình hình thị trường xăng dầu tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều nỗi lo, nhưng đại diện Petrolimex cho biết đã và sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo nguồn cung, bình ổn thị trường. Liên quan lĩnh vực giá xăng dầu, báo Dân Trí trích dẫn nguồn tin từ lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu cho biết, trong kỳ điều chỉnh hôm nay, xăng dầu trong nước có thể giảm từ 300 đến 500 đồng một lít. Theo báo Dân Trí, giá cơ sở trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 350 đồng với xăng RON 95 và 240 đồng với xăng E5 RON 92, dầu diesel cao hơn 830 đồng. Do đó, dự báo giá xăng dầu có khả năng được điều chỉnh giảm tương đương với mức lãi nêu trên. Còn trong trường hợp cơ quan điều hành trích hoặc sử dụng quỹ bình ổn, mức giảm có thể thay đổi. Nếu dự báo trên chính xác, giá xăng dầu trong nước sẽ có lần thứ tư giảm liên tiếp. Báo Tuổi Trẻ có bài dán thẻ thu phí không dừng ETC, chỗ nào cũng quá tải. Theo nội dung của bài viết thì nhiều người dân đổ xô đi dán thẻ thu phí không dừng ETC trước thời hạn 1 tháng 8, gây quá tải cho đơn vị cung cấp dịch vụ. Trao đổi với phóng viên báo Tuổi Trẻ, ông Hồ Trọng Vinh, Phó Tổng Giám đốc VETC, đơn vị cung cấp thẻ eTax cho biết, số thẻ sử dụng ETC đã được dán đạt hơn 3,2 triệu thẻ trên hơn 4,3 triệu ô tô trên toàn quốc. VETC bổ sung đội ngũ dán thẻ ở mỗi trạm BOT giúp khách hàng tranh thủ dán trước khi đi qua trạm. Riêng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, những ngày qua VETC cũng bố trí các điểm dán gần trạm thu phí, điểm ra vào, mỗi ngày dán được hơn 3.000 thẻ. Tuy nhiên, từ hôm nay 1 tháng 8, cao tốc chỉ sử dụng ETC nên chủ xe cần chọn địa điểm dán thẻ phù hợp để tránh ùn tắc. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa chuyển hồ sơ cho Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương để thông báo cho công ty trách nhiệm hữu hạn Shopee và các sàn thương mại điện tử yêu cầu ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về 3 sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu không đảm bảo chất lượng và vi phạm quy định pháp luật. 3 sản phẩm này được sản xuất tại Anh gồm có Doctor Therapy Melasma Best for Spa Night Cream, Doctor Therapy Melasma Best for Spa Day Cream, Doctor Therapy Melasma Cream Perfect for Spa, và thông tin này được đăng tải trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, trước đó Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc Mỹ phẩm Thực phẩm Hải Dương đã mua 3 loại mỹ phẩm trên ở sàn thương mại điện tử Shopee và kiểm nghiệm. Kết quả cả 3 sản phẩm trên đều chứa hàm lượng thủy ngân vượt mức cho phép, không đáp ứng yêu cầu về giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm. Thành phần công thức sản phẩm ghi trên nhãn có chứa hydroquinone 2% là chất không được phép có trong mỹ phẩm chăm sóc da theo quy định. Cả 3 sản phẩm trên chưa được Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với mỹ phẩm nhập khẩu và không được phép lưu hành trên thị trường Việt Nam.